Ví dụ số 1, nội dung như sau. Cho phương trình hóa học sau. CaCO3 canxi carbonat nung ở nhiệt độ cao tạo thành CaO canxi oxit và CO2 carbon dioxide. Đây là phương trình hóa học. Đấy chưa nhỉ? Đấy. Yêu cầu ở câu A. Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế được 11,2 gram CaO? Ở câu B, muốn điều chế được 7 gram CaO thì cần dùng bao nhiêu gram canxi carbonat? Ở câu C, nếu có 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn? Để cho nhờ ở điều kiện tiêu chuẩn. Được chưa? Thì đây nó là ví dụ 1 của chúng ta. Ở ví dụ 1 là một ví dụ khá là đơn giản thôi. Và ngay sau đây, thầy Duy cùng các em sẽ đi làm thử ví dụ 1 này theo một cách chuẩn nhất các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta làm ví dụ 1. Chúng ta viết phương trình hóa học trước này, viết lại phương trình này. Ví dụ CaCO3 nhiệt độ đúng không? Tạo thành là CaO cộng với CO2 như thế này. Đúng không? CaCO3 tạo thành CaO cộng CO2. Thì bước đầu tiên là chúng ta viết lại phương trình và nhớ là phải cân bằng phương trình. Thì